đây là Trung Nguyên Legend các bạn. Hôm nay là mình sẽ có buổi trải nghiệm thử xe. Buổi trải nghiệm thử xe thì có thể thấy cái quầy đăng ký để thử xe. Góc đường thì có một tiệm 7-Eleven là bán rượu, bán nước, góc đường xa rồi. Ok, đây là cái quầy thử xe. Thì nói thử mấy câu coi. Chờ để vô. Okay. Ngày mai trong vòng là 3 tháng. Wow. Nick, hello Nick. Hello em. Dạ. Chắc lái không ăn, ông không ngủ luôn, anh mới lái dữ vậy. Lên tiếng lên. Hello anh. Hello em. Được không? Anh Nick là năm nay anh bao nhiêu tuổi? Trên 70 rồi. Mà thấy khỏe quá hả? Em nhìn vô tưởng Kim đi đứng luôn đi. Kim đi đứng luôn. Con đứng chơi. Tưởng 60 rồi mừng lắm rồi. Bởi vậy tôi bây giờ già rồi. Già quá rồi. Kim đi đứng thì anh sống sống vài năm nữa, sống vài năm nữa thôi. Đó. Rồi cho anh nít chờ anh đứng giữa. Đứng ngay em lên chơi luôn. Chơi luôn đứng ngay. Anh em này cho Vinh interview này, Vinh có nhiều người mới hay. Vô nữa. Rồi. Bốn anh em luôn tại vì quay người được rồi. Okay. Hôm nay mình đứng đây nhớ ở Sài Gòn phải không? Mình thấy cà phê Trung Nguyên. Anh về Việt Nam cũng uống cà phê Trung Nguyên. Rồi cà phê Highland. Nghe đây lít ở Sài Gòn mình nhớ nhớ lại Sài Gòn. Xin chào các bạn Phố Việt Media. Mình đang đứng ngay Trung Nguyên Legend cà phê đầu tiên tại nước Sài Gòn Bosa. Chào anh Nick. Chào em. Dạ, chào anh Hoàng, Jimmy. Dạ, chào Jimmy. Hello anh. Dạ. Hôm nay mình đứng cơ duyên nào mà mình đứng ngay tại trung tâm ngay Bosa Magnolia uống cà phê Việt mà hôm nay anh em mình gặp nhau như vậy. Được đứng chiếc xe VinFast đó là. Và xe VinFast, đương nhiên là xe VinFast là anh Nick là đã biết anh lâu nay ủng hộ VinFast rất nhiều. Chạy xe VinFast mà cũng nói nhiều đề tài về VinFast, anh có thể chia sẻ thêm. Mời anh. Tôi cũng là người đầu tiên về Việt Nam ghé cái hãng xe VinFast ở Hải Phòng. Thì được đi nhiều nơi cái những cái của VinFast từ Nha Trang, Hà Nội mấy nơi. Rồi ở Mỹ Tây rồi cũng là xuất hiện xe VinFast từ đấy. Thì mình có cơ duyên với xe VinFast. Là năm nào anh Việt Nam năm nào? Năm rồi. Mà cứ mỗi lần về Việt Nam là ghé VinFast. Thì sang năm tháng 2 sang năm anh có một phái đoàn 160 người Mỹ. Anh mời họ tới hãng VinFast Hải Phòng. 160 người. 160 người.
106 người. 60 người. 160 người từ phái đoàn từ ở đâu đây qua? Từ Anh, từ Mỹ nè. Rồi đi từ nó nhiều tiểu bang gộp lại. Tụi này bay vô Sài Gòn. Sài Gòn mới đi một cái cruise ship ra miền Trung, rồi tới Vịnh Hạ Long B, rồi tất cả xe bus đó tại đón, từ đó chạy về Hải Phòng. Wow, anh Hoàng, hôm nay cơ duyên nào gặp anh ở ngoài quán cà phê Trung Nguyên ngày hôm nay, anh uống cà phê chưa? Dạ, em chưa uống nên chắc lát nhờ. Chúc mình phải uống. Dạ, mọi người sẽ uống chung. Em muốn tới để coi chiếc xe VinFast, như em cũng đã từng lái rất là nhiều cái số và em đã cũng ủng hộ. Ngày đầu tiên đi về Việt Nam là tháng 4 năm ngoái, đi với lại ông Raul, anh lâu quá, nói xin lỗi, tôi quên tên. Nói chung là đi những anh báo chí đi chung về Việt Nam. Raul là một những người bạn mà quen được những ngày đầu tiên khi mà mình quen biết ủng hộ VinFast, có tham quan Hải Phòng. Tất cả cái plan rồi đi với lại anh Long và anh Andrew nữa. Có nhớ, mình có nhớ lần đó. Thì mình hôm nay mình quay lại để mình coi. Hai tuần trước đã quay lên Sacramento, lên San Jose rồi. Tôi có thấy anh trên khu Grand Century đó. Dạ đúng rồi, trên Grand Century tôi lên rồi. Và để cũng gặp anh, cũng bị một chuyện nhỏ nhỏ, gọi là anh tên Tấn. Anh bị một gặp đứng đây luôn, đứng đây luôn. Chơi luôn. Ok, rồi đứng đây đi, mà còn kéo điện thoại ra một chút. Đứng luôn, đứng đây nói chuyện luôn. Dạ, vô luôn dạ. Dạ. Thì Hai anh, chào anh. Dạ, chào anh. Ok, thấy đó. Ồ, sợ em tên gì? Dino. Yeah, okay. Anh Dino, cảm ơn anh Hoàng đã chia sẻ, coi như là hai tuần vừa rồi anh có đi lên trên San Jose. Đây là anh Dino ha, thì anh Dino là một chủ xe VinFast DS8 và anh đang đợi chiếc DS9 cuối năm nay, đúng không anh? Dạ. Anh có thể chia sẻ, anh lái mấy tuần qua anh lái DS8? Tháng rồi. Một tháng rồi hả? Anh chia sẻ. Có thể cho chia sẻ anh coi như là những cảm nghĩ của anh và mấy cháu ở nhà như thế nào? Vui lớn, tại vì mình so far mình không có bị any issue và lại được kẹt free nữa, một lần kẹt free rồi đúng. Và cái này thứ hai nữa là mình lái xe mình lái nhanh, cái xe này là perfect cho mình. Cái xe xăng không có giọt bằng cái xe điện. Xe đúng là xe của bà xã rồi, mình cứ dụ bà xã cho mình đi qua. Okay. Hôm nay anh có lấy VF8 không? Có luôn, đi uống cà phê Trung Nguyên nè. Tụi này tới thấy vui quá, thấy bạn đông quá, chưa uống cà phê luôn. Rồi bà đậu xe bên kia. Dạ, ok, đó quá hay. Rồi đây là anh Kimmy. Dạ, hay anh, lần đầu tiên hôm nay. Dạ, chào em, Kimmy. Anh Hoàng. Dạ, anh đi đâu? Dạ. Thì hôm nay có cái duyên là anh Michael nói tới Trung Nguyên Coffee nó mở đây. Em đi tới nhưng mà em không có biết là VinFast ở đây. Tôi cũng rất là excited. Thì hy vọng là có mọi người có biết nhau thêm, có nhiều cái điều nói chuyện hơn về cái cà phê cũng như là cái xe VinFast. Đặc biệt là anh Nick năm sau có một cái plan rất là lớn đi về Việt Nam. Năm tới thì anh có cái triển lãm lớn của tòa lãnh sự Đức nó mời. Dạ. Thì anh triển lãm tại Sài Gòn xong rồi mới cái phái đoàn của anh 160 mấy người ghé coi cái triển lãm của anh. Rồi tụi này nó phải đi vòng trong Sài Gòn một tuần lễ, bắt đầu đi ra miền Trung rồi mới ra Hà Nội. Khi nào mấy cái show của anh ở Sài Gòn? Thì bắt đầu khoảng gần tháng 3. Tháng 3. Michael, tới khi mình lên tới coi cái show của anh. Cái trip về Việt Nam. Cái tòa lãnh sự Đức nó gọi anh hoài, nó yêu cầu anh triển lãm mấy năm nay rồi. Anh ở kỳ năm nay anh tại có phái đoàn, anh nhận lời. Miền Trung là ở đâu anh? Tại tòa sứ quán Đức ở Sài Gòn. Nhưng mà ở đó tại nó đi miền Trung gì đó. Không, xong đi Đà Nẵng, Hội An, Huế này kia, Hà Nội. Đà Nẵng là perfect. Nhưng mà cái nội dung của cái show đó là về cái cái topic nào anh sẽ triển lãm đó? Đây là những cái hình của chiến tranh Việt Nam của anh và những hình mới sau trên 50 năm nghề báo chí. Vì là giống như là tổng hợp lại cái chương trình trên 50 năm của anh. Cái quá trình anh đi tác nghiệp ở thật sự bây giờ cả thế giới nó yêu cầu anh triển lãm nhiều nơi lắm. Anh mới triển lãm bên Sri Lanka cách đây 3 tuần. Anh Nick là
lúc mà chiến tranh Việt Nam đó, là anh là phóng viên cho anh biết. Em không biết đấy. Anh Nick rồi coi như là anh cũng là 50 năm không anh? 50 năm. Anh là làm cho AP 52 năm. 52 năm AP. Hiện giờ anh còn làm không hay là anh retire? Anh retire, mà bây giờ anh là freelance thôi. Freelance. Vẫn còn làm freelance. Dạ, tại vì anh cũng thì tất cả những gì về new anh vẫn còn làm việc. Dạ. Vậy là hôm nay cái sự hội ngộ nó cũng hơi rất là tự nhiên giữa một cái người rất có như là nhiều tuổi nhất trong đây đi, có nhiều cái kinh nghiệm nhất, với lại một cái sự mới mẻ nhất là cái chiếc xe. Đúng rồi, kỳ rồi anh mới gặp lại. Anh lái cái xe VFS từ đây xuống San Diego. Dạ. Ô tô mình chạy hồi hộp. Mà trời tối ghê mà nó đứng tự động. Không. Nó vậy là cái nó có cái option là autopilot. Đúng rồi, cái anh chạy ban đêm mà để ô tô chạy. Nó còn đi chụp hình được nữa chứ. Không. Dám nó đi chụp hình. Ha. Tại vì thấy cái hấp dẫn. Nhưng mà anh con mắt của anh phải thì khố cực không, rồi, không nó kêu nó biết à. Không. No, anh Michael sao? Nói cái vụ autopilot tại vì anh Nick nói là anh cho nó chạy. Nó tự chạy. Dạ. Đúng rồi. Tự chạy. Rồi anh không có thể chụp hình. Đụng cái steering wheel. Anh có thể chụp hình. Nhưng mà cái xe bình thường mình không có làm được. Không được đâu. Không dám đâu. Không, cái này cũng không, là hay cho ý của em cho là photographer là như anh. Khi mình mắt mình phải ngó ở trước chứ không là nó biết nó nói mình rất nhìn được cái phút. Bởi vì freeway lúc nào xe cũng gần mình họ sợ rất là sợ. Mình chưa tin tưởng nổi. À, rất là tin tưởng. Rất là tin tưởng xe bên đó. Có thấy anh chia sẻ cái anh lái 4-5 là lúc nào cũng kẹt xe, đúng rồi, cũng dẫn ô tô mà anh chạy lúc đầu tiên anh hồi hộp mà vẫn đi rồi cái không sợ nữa. Vậy cũng có cái hay quá ha. Có nghĩa là vừa lái xe vừa chụp hình anh nghiêng mà thấy hấp dẫn chụp liền Nhưng mà khi như anh lái xe ha, anh để cái tay lên cái steering wheel gì giúp đắp cái camera nó cũng kêu nữa. Nó kêu mình bởi mình mua xíu. Hình như là khoảng 17 second không anh Hoàng? 17 hay là bao nhiêu second đó? Mình có thể set nó lâu hơn được không anh Hoàng? Không, nó tại vì default như vậy là không set được. À, 17 second. Default không có set được. Không, có cho safety của mình. Có thể là luật của Federal, tụi National Highway Safety đó, nó bắt mình là minimum là 17 second. Chứ còn để lâu quá thì Tesla nó đụng lên, thấy không? Đó, Tesla nó đụng. Rồi, như vậy thì em nghĩ cái next time lần tới anh Nick về Việt Nam thế nào anh cũng sẽ được VinFast offer cho một cái chiếc xe để anh đi road trip từ Nam chí Bắc. Thật ra ở Việt Nam xe không máy nhiều quá, không biết lái nổi không sợ cái đó thôi. Anh về Việt Nam mấy cái trip gần đây đó, anh có lái thử những chiếc xe ngoài VF8 không? Anh ở Hà Nội anh có lái VF8 thử rồi. À không, VF9 anh có lái không? Chưa. Tại vì biết VF9 và VF6 Việt Nam có bắt đầu chạy ngoài đường rồi. VF6 cực cao rồi. Dạ. Rồi anh nghe em nói về Hà Nội, Sài Gòn sẽ có taxi. Là có taxi. Taxi VinFast chạy Việt Nam. Dạ, taxi VinFast. Một cái điều muốn nói nữa, đây là một người yêu Đà Nẵng. Mai mốt về hưu bên Đà Nẵng. Dạ. Yeah. Về hưu Đà Nẵng nhớ gặp anh Nick nha. Ồ, anh lên đi Đà Nẵng. Anh về anh bán nhà Mỹ. Rất mình love Đà Nẵng tại vì nó clean air. Anh cũng vậy, anh thích Đà Nẵng lắm. Dạ, mà nó không có. Nhưng mà anh Nick là quê đâu? Anh Nick ở trong miền Nam, Long An. Long An. Mà ngày xưa thật chiến. Đúng rồi, ngày xưa thật chiến tranh á. Anh ở khách sạn Bạch Đằng, Grand Hotel, Đà Nẵng. Tất cả báo chí đòi đó hết. Tại lúc nào mà Di Cộng đánh nhau là tụi này bay khe xanh cái tụi thằng này đó. Em ở gần là Phú Dũng á. Phú Dũng à. Anh là lớn lên là Long An. Long An, Kỳ Sọc. Long An, Long An luôn. Long An hả? Tương đánh sang là quen anh mà. Bà xã em. Bà xã em Cần Giuộc. Dạ, gần đó. Đó, Long An. Bà con Hoàng mới Cần Giuộc hết. Ôi vậy hả? Mỗi lần em đi Kỳ bà đi xuất nhập khẩu là em phải lên chạy lên Long An. Lên Long An. Mỗi lần về anh hay ghé đi Cần Giuộc thì nghe tùm lum hết á. Hồi xưa là ở cái chuyên Bà Triệu Phú Dũng á. Anh biết cho đó rồi. Đừng chỉ lăng không? Mà bây dừng chỉ lăng phải không? Mà bây giờ về nhìn lăng ra tìm nhà. Cái đường chỉ lăng đường lớn của Phú Nhuận. Chứ gia đình á. Đường gia đình. Gia đình cái chỗ đó nó qua bên luôn cái chùa gì lớn lắm. Cái chùa gì chùa mà rất lớn ngay. Gần Bà Triệu không? Đúng rồi. Gần nhà thương luôn á. Đúng rồi. Cái chùa nhìn không ra nữa. Lăng ông hả? Anh nói Lăng Ông là Chi Lăng Lăng Ông á. Em lớn lên đúng rồi. Nhà tới Bình Hòa. Cái chùa nó lớn Bà Triệu.
đốt cái nhang mà nhang to dài lắm, đốt cả tháng luôn. Đúng rồi. Học ở trường Thanh Mẫu á. Tôi học Thanh Mẫu nè. Ồ vậy hả? Ừ. Tôi học Thanh Mẫu là Santa Fe. Đường Bùi Hữu Nghĩa á. Bây giờ anh đổi tên không biết cái tên đường nào nữa. Anh về anh lạc hết rồi. Đổi tên được không? Rồi. Giờ đâu còn Thanh Mẫu nữa. Ông cha sở ở chợ trường Thanh Mẫu á, ở đường Bùi Hữu Nghĩa đó, ông cha sở là bên mẹ. Hồi xưa tôi ở trong đó. Là ông cha sở đó là của chùa Thanh Mẫu, ở nhà thờ Thanh Mẫu á, là cơ dân của mẹ tôi. Oh, really? Yeah. Em nghĩ là hôm nay mình đứng đây giống như đứng Sài Gòn không? Đúng, toàn nói tiếng Việt Nam không à? Nắng Cali rồi nắng Sài Gòn cũng vậy à? Thấy không? Đúng rồi. Vui quá. Ôi nhưng mà cho em hỏi anh Nick là lúc này anh ở đâu? Anh ở trên Monterey Park á. Gần ngày em ra Pasadena. Chút anh 210 không? 210 hay là sao? Gần lắm, cách anh 10 phút. Đúng rồi, ngay bây giờ trở lại VinFast muốn hỏi anh Nick á. Anh lái xa nhất là anh đi những đâu chơi với chiếc xe VinFast? Anh lái từ đây xuống San Diego. San Diego? Ừ. Dạ, anh lái San Diego. Mà anh chỉ chạc điện có một lần thôi. Từ San Diego về đây. Nhưng mà chạc ở đâu? Tại chưa đi San Diego bây giờ. À, trời, em mở trên Google nó lên, nó chỉ đủ trình nhiều nơi lắm. Nó chỉ hết. Em đừng có lo. Anh Hoàng có định làm một chuyến đi từ LA qua New York City không? Tôi mà có thời gian với anh, tôi chạy một chuyến như vậy đó. Tại vì mình đã chấm điểm, tại vì anh một ngày nào mình đi chung luôn đi. Được không? Mình làm một chuyến. Một ngày nào mình đi chuyến đi chơi. Bây giờ đi Texas trước đi. Ok. Rồi mình hẹn nhau đi. Đó là đúng ngang á. Ok. Đông sang Tây là có chạc đi quay hết đó. Đi đi qua Texas chơi. 10 đi qua Florida, 40 đi qua Chicago. Đi Texas đi 10 đi, đừng đi 40. Nhất là mùa đông á là đi qua đi ngang bên nên đừng núi, đông tuyết. Ôi tuyết thì sợ lắm. Đi số 10 á thì không phải leo núi. Theo như mình biết. Nó cũng có núi nhưng mà không cái là không bị tuyết như ở trên cái 40 tại đi từ West qua East thành nó đi qua nhiều cái mấy cái nhất là flat step á, là về tuyết thì mùa đông hay đóng phim mì lắm. Đúng rồi. Đây mấy cái đường đó tôi đi nát luôn. Biết. Tại hồi xưa là mình có mấy xe truck. Anh làm transportation. Dạ. Hồi xưa là mình có ô 3 chiếc truck. Dạ. Mà đi hết cả nước Mỹ, nếu mà cái đường 40 này đường 10 đi nhiều nhất. Em ở Đà Nẵng chừng nào về hưu ở Đà Nẵng? Thì về hưu rồi. Nhưng mà tại bà xã chưa có ready. Dạ. Khi nào em về cho anh hay anh em gặp nhau. Tại vì anh quen nhiều nữa. Có lần về cái ở cái sàn này nó phay 4-5 ta gì đó. Cái sàn gì này? Nó kêu là ở. Đang ngủ sáng sớm nó thấy ai cũng đứng cửa sổ nhìn. Có thằng nhãn thì tự chết. Đúng rồi, đẹp sợ quá. Hả? Sao nó nhìn? Nó nhìn cái người chết chứ té lầu. Mà theo người ta biết nó nhào xuống tự chết. Nó hết hồn cũng em ở luôn mà sợ quá. Anh ở mua ao liền. Ghê vậy ta. Có gì? Đông người đem anh nói chuyện chút được không? Được. Ok. Ok, anh đi. Chút đi. Dạ. Không vậy, anh chờ chút nha. Dạ. À, vậy nè, thì cái chương trình mà đi từ đông sang tây đó có gì mình anh em mình đi chung đi hay ở đây à. Anh Hoàng đi xuyên bang rồi. Ok. Anh Hoàng đi từ đây qua Utah Salt Lake City được không? Đi xuyên nước rồi qua Canada luôn rồi. Qua Canada rồi. Qua Mexico luôn rồi. Đó, qua Mexico rồi. Hôm bữa là mình đó, cái hôm mình nhận xe đó là mình định đi với anh Dũng chạy xuống cái tàu USS Midway cái ngày 30/4, nhưng bữa đó là plan quá trời plan nhưng mà bị không có được, cho nên là đừng làm những cái, nhưng mà anh là chạy trước xuống Mexico rồi. Mình nói anh Dũng á, xuống Mexico là thổ địa dưới đó rồi, don't worry, tôi chạy xuống Ensenada luôn, đó ăn lobster chạy dài, nhưng mà lúc chụp là chắc phải đi anh Hoàng rồi. Cái đó chương trình này hay á nha. Chương trình hay lắm á. Rất là hay. Anh thích đi từ đây qua New Mexico. Anh biết Nali mà không? Anh là người chụp hình chưa? Phải không? Anh chụp hình chưa? Anh mang đủ thứ máy chụp. Tuần tới anh đi Oregon. Anh chụp cái và Lunar Eclipse. Tại Cali mình không thấy. Không thấy. Cái mặt trời á, từ từ nó ăn đêm thui à. Cái mấy sẽ cần nó chiếu lên như một chiếc hộp tròn, nó chớp chớp cái là nó trở lại bình thường. Chết thì chiếu hết. Mà em phải chụp hình đó. Sao mà nó vô em hết cái giữa đeo này. Cái filter đàng hoàng nha, có đuôi mắt à. Rồi máy hình phải đưa filter đặc biệt luôn. Anh chụp cách đây 10 năm rồi. Oregon. Cali anh thấy nó bị phân nửa, không thấy được.
Anh chụp từ rồi e show quá đẹp, quá đẹp hay mấy chiếc. Trời, chúng nó khen quá. Quá đẹp. Nó email, nó nick Úc, mày hình mày đẹp nhất trong cái phóng viên của chụp e show. Anh nói trời, anh chụp máy bay, quá trời máy bay. Mấy chiếc F-35, mấy chiếc mà... F-35, 22. Lần này em miss cái show đó, năm ngoái em không có thấy F-35 đâu, không thấy F-35. Năm ngoái. Tại tôi ở trong cái base. Nó đang ở San Jose nè, mà anh không từ giờ đi. Rồi nó sắp sửa ở đâu đây nữa nè. Sắp sửa trên LA chỗ nào không biết nữa. Rồi anh kỳ rồi ở Miramar San Diego, anh mít cái đó. Đó là hay nhất. Hay nhất hả? Tại nó biểu diễn, nó training mấy thằng thủ kiến á. Giống đánh thiệt á. Nó ném bom mấy thằng thực thăng nhảy quân vô. Rồi nên lúc này đâu có. Kỳ tuần rồi đó, coi cái nhóm mà tụi Army, bộ binh của Mỹ đó. Mình thấy quá hay. Mà nó không hay bằng San Diego. Không hay anh. San Diego hay lắm. Năm nay dở mấy năm trước. Nó còn biểu diễn mấy tụi Air Canada, nó khối màu, nó làm lá cờ Canada đẹp lắm. Năm nay nó không có. Thấy không? Rồi giờ trở lại hỏi đối Michael muốn sở dĩ hôm nay mình đứng ngay cà phê Trung Nguyên với lại Seven Fast, cái sự kết hợp của sản phẩm Việt Nam của mình đó, anh có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của anh về sản phẩm của Việt Nam mình bắt đầu quen thuộc với lại người dân ở Mỹ, nói riêng là người Việt hải ngoại. Thì anh có thể chia sẻ nó là một cái tích cực hay như thế nào, anh có thể chia sẻ cảm nghĩ được anh được không? Trước tiên là hỏi anh Nick đi, rồi anh Nick có thể chia sẻ. Thật ra anh uống cà phê Trung Nguyên mỗi lần về Việt Nam. Anh quen thuộc cà phê rồi. Mà khi mà Trung Nguyên mở tại Bosa mình ngạc nhiên. Cái mới đây thì đang ăn sáng với Vũ Hoàng Lân. Nick Úc, cà phê Trung Nguyên. Mình nói bộ cà phê Trung Nguyên mở đây à? Mới qua đây cà phê với Lân tuần rồi. Thì mình cũng chúc Trung Nguyên thành công. Hy vọng là những người Việt ở đây tới nhiều, thưởng thức cà phê Trung Nguyên. Mà không phải là người Việt Nam không. Tôi đưa lên Facebook, nhiều người bạn thằng Mỹ, nó hỏi địa chỉ ở đâu. Đó, mình phải trả lời. Để bố sai thì mắc cô đi à, mày không mất đâu. Ngay cô nè. Có nhiều bạn trẻ người nước ngoài tuần rồi mấy cô có phỏng vấn thì được biết là họ thấy từ Instagram. Họ đọc được từ Instagram, được bọn trẻ hay là TikTok. Đó cho nên cũng rất là thú vị, người bản xứ họ thích cà phê Việt ha. Thì trong đó có những người cựu chiến binh Mỹ. Họ thấy tên Nick Úc, họ mở lên, họ nói thấy cà phê hỏi mày cho tao địa chỉ đi. Thì mình biết cái tại chỗ mà không thấy địa chỉ thì mình mới biết sao mày đi ngay Bosa với mắc cô lên ngay cái đầu đường á. Trước khi tới đây nha Michael, muốn xin lỗi anh. Trước khi tới đây Michael nhận được một cái thông tin của người anh của Michael nói là cái 7.500 của Ferro cho đó bắt đầu 1/1/24 nè, là mình khấu trừ lúc mình out the door, không phải là chờ làm thuế. Anh nhận được cái tin đó không? Dealership sẽ khấu trừ mình luôn. Dealership sẽ khấu trừ mình luôn. Xong rồi Michael nói sẽ trả lại dealership thì 72 tiếng đồng hồ sẽ đưa 7.500. Cái 7.500 nó khuyến khích cái này là rất tốt cho VinFast trong tương lai là bắt đầu. Còn cái 2.500 kia là của Cali, là cái Cali là khác, cái Clina cho những người mà có cái Fedro là mình nhận không được, là mình là xe nước ngoài nhập về đây không được nhận. Cái xe Relax tại Mỹ làm tại Mỹ thì mới được nhận, nhưng mà khi mà dealership mua đó là cái lúc hồi cái lỗ hở của luật lệ, tất cả dealership mua xe họ sẽ được 7.500, không cần biết xe đi đâu hết. Thì nếu mình để dealership mua giùm, mình lease từ dealership mình sẽ được 7.500 đó. Nên lấy cái đó để mình như vậy vậy phải chờ cho năm tới hả? Năm tới mới lấy đi về Việt Nam. Đi ship lấy liền luôn. Đó thì hôm nay là trừ thẳng luôn. Sticker đi Copland á, là chuyện khác. Nhưng mà anh xin cái màu này cũng đẹp cái ha. Dạ, màu này đặc biệt. Em xài chiếc điện khác em muốn cần đó. Em cũng là ba má em ở Long An hả? Anh chỗ anh ở với Thủ tướng Khiêm, cụ Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, cách nhà anh có cây số. Nếu ba cố anh Michael chắc là kết thúc anh Michael còn có công việc khác. Bây giờ chụp 1-2 tấm hình luôn nè. Đúng rồi. Bây giờ trước khi mình ok. Vậy thì bây giờ mình chụp cho em 4 người trước đi. Anh chụp trước khi không, mình Michael chụp 4 người ha. Không rồi, thôi đổi lại. Ok rồi. Vô chụp 4 người, anh Hoàng, anh Dino. Vô chụp thấy đầu xe binh phát cái. Hai người đứng hai bên. Hai bên gì nè. Quảng cáo cho cái show này luôn. Dạ. Rồi.
cho Michael chụp đây luôn. Không sao em drop qua cho. Không công, rồi mình logo khỏi drop luôn. Rồi, phải để hút cái bụng vô. Thôi chụp cho Michael. Đứng đi, Michael chụp selfie cái nè. Rồi, selfie cũng được. Rồi đây. Chích tay. Chích tay lên lên. Chích YouTube rồi nè. Rồi, một, hai, ba. Rồi, quá hay. Bây giờ tuần tới, chúc anh sức khỏe vậy. Tuần tới Vinh Phát tổ chức ở một đẹp hạt. Vinh Phát E Việt Nam. Chừng nào anh? 12 Tây. 12 Tây tháng này hả? Tuần tới nè. Anh có thể cho em... Cái nhà hàng restaurant NBC. Ở NBC, Mori Park hả? Mori Park, đường Atlantic á. Thứ 7 phải không? Thứ 12 Tây là thứ mấy? Ok, để em coi. 12 Tây là Chủ nhật. Ê, bên thứ 7 rồi. Không, phải không? Dạ, hôm nay là 7. Bảy ngày nữa hả? Coi lại coi. Dạ đúng rồi. 12 Tây là anh có lộn ngày. Đây nè. 12 Tây là thứ 6 phải không? Dạ. 12 Tây thứ 6. 6. Dạ. Ok, cái gì em ghi xuống. Là em tranh thủ Vinh Phát rồi bây giờ. Vinh Phát mà cái group khác nó tổ chức. Nãy nói mấy đứa này nó không biết. Ok, cái group khác hả? Group khác nó tổ chức. Dạ. Và dưới Air Việt Nam nữa. Ok. Chúc Trung Giang nữa thôi. Có gì em liên lạc với anh rồi anh cho anh thêm information để ok. Nick chụp với em một tấm lưu niệm cùng quê ở đây được không? Ok, ok em. Rồi. Em nhờ anh Henry mà. Anh Henry. Em còn chụp cho selfie cái Trung Nguyên. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi những chia sẻ vừa qua. Xin để lại một lời nhắn comment phía dưới. Thank you so much. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, một cuối tuần hạnh phúc bên người thân. Và không quên theo dõi, bấm like, share và subscribe channel của Michael. Thanks again. Have a nice weekend. Bye bye các bạn.